Mấy thanh niên này vô cùng to gan, cướp ở đâu không cướp lại đi cướp kho tiền của ông trùm xã hội đen. Cái kết là cả lũ bị những sát thủ chuyên nghiệp truy lùng, trốn chui trốn lùi khắp đất nước vẫn không thể thoát được. Liệu bốn thanh niên này có được tiêu số tiền trộm của ông trùm và thoát được khỏi sự truy lùng của những sát thủ chuyên nghiệp được hay không? Muốn biết được cái kết thì mời các bạn hãy cùng mình xem hết bộ phim này nhé. Ba thanh niên này là những kẻ lông bông đầu đường xó chợ. Nhưng Jun Seo thì luôn có một ước mơ, đó là chuyển đến sống ở một vùng biển đúng như tâm nguyện từ người mẹ quá cố của anh. Nhưng những bữa ăn hàng ngày anh lo còn chưa xong, nên muốn mua một căn nhà thì điều đó là không thể. Trong lúc tuyệt vọng anh lại đưa ra một ý định táo bạo, đó chính là cướp tiền của sòng bài. Dù sao tiền của sòng bài cũng là tiền làm ăn phạm pháp, nên họ cướp thì cũng sẽ không bị cảnh sát sờ gáy. Thế là anh đã gọi thêm cậu bạn của mình đang làm trong sòng bài đó tên là Sang Su, thuyết phục cậu ta với hai người bạn còn lại cùng anh cướp tiền của sòng bài. Ban đầu ai trong số ba người họ cũng đều từ chối, vì đó là sòng bài của ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất thành phố. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao bọn họ cũng đã sát cánh với nhau bao nhiêu năm, nên đến cuối cùng mấy người họ cũng đành đồng ý tham gia vụ cướp này cùng Jun Seo để giúp anh thực hiện ước mơ chuyển đến sinh sống ở một vùng biển. Ngay ngày hôm sau họ đã đến quanh sòng bài điều tra. Xung quanh có rất nhiều camera, nhưng quanh đó cũng toàn là những tòa nhà bỏ hoang, nên họ vẫn có thể đột nhập vào sòng bài từ những tòa nhà khác. Họ cũng đã tính được thời gian di chuyển từ hang của bọn bảo kê đến sòng bài là 5 phút, vì thế mà họ sẽ chỉ có 5 phút để hành động. Sang Su là nhân viên của sòng bài nên anh cũng đã theo dõi và biết được thời gian nào là dễ hành động nhất. Và muốn cướp được thì họ sẽ phải có vũ khí. Do từng là bạn tù với trùm buôn vũ khí trong thành phố, nên Jun Seo đã thành công mượn được súng từ chỗ đại ca Giang. Do quý mến Jun Seo nên đại ca còn cho họ mượn cả áo chống đạn và cũng không quên dặn dò anh phải hành động cẩn trọng. Sau khi tập luyện kỹ càng, nhóm bốn người bọn họ cũng bắt đầu hành động. Họ đã di chuyển qua các tòa nhà bỏ hoang để tránh khỏi tầm nhìn của camera. Sau khi cài đặt đồng hồ đếm ngược 5 phút, bọn họ liền dùng súng bắn phá ổ khóa cửa, cùng nhau xông vào bên trong khống chế toàn bộ bảo vệ và những người có mặt ở đó. Ba người sẽ ở lại canh chừng mọi người, còn Giang Hồ sẽ đi vào quầy khống chế kế toán, ép cô ta nhét tiền vào túi của họ. Sau khi lấy được hết tiền ở đó, họ cũng đã thoát khỏi sòng bài. Đúng lúc đó, đám bảo kê cũng đã cầm theo súng ống đi tới. Chúng lùng sục khắp nơi và đã tìm thấy bốn người họ. Cũng may họ đã chuẩn bị từ trước, nhanh chân trèo qua khỏi hàng rào ngay khi chúng bắt đầu nổ súng, rồi cùng nhau lên xe bỏ chạy thật nhanh. Như vậy là họ đã thành công cướp tiền của sòng bài, thậm chí còn lấy được ổ cứng camera ghi lại mọi thứ xảy ra ở đó. Sau khi chia tiền xong, Ki-hun vùng với Jang-hu đã quyết định sẽ chuyển đến vùng biển sinh sống cùng Jun Seo. Còn Sang-su thì vẫn ở lại thành phố này vì anh còn bố mẹ và anh cũng phải tiếp tục đi làm ở sòng bài để không bị nghi ngờ. Sau khi bị trộm tiền thì chủ sòng bài là Han không hề bận tâm đến số tiền còn con bị đánh cắp, mà anh ta chỉ muốn lấy lại ổ cứng camera mà Jang-hu đã lấy, vì bên trong đó chứa toàn bộ dữ liệu của khách VIP rửa tiền tại sòng bài của hắn. Đầu tiên Han đã đến tìm đại ca Ra, người cung cấp vũ khí cho Jun Seo, để hỏi xem dạo gần đây ông bắn vũ khí cho ai. Do quý Jun Seo như em trai của mình, nên cho dù hắn tra hỏi như nào thì đại ca Giang cũng không chịu khai. Anh cũng biết được kết cục của mình khi không cung cấp cho Han thứ hắn muốn, nên cơ thể anh cũng run lên bần bật vì sắp phải đối diện với cái chết. Quả nhiên khi anh không chịu khai, hắn đã đi xuống cốp xe lấy một khẩu súng, đi lên bắn hai tên đàn em đang bảo vệ đại ca Giang, rồi chuyển mục tiêu sang anh. Hắn đã giết đại ca Giang rồi còn cho nổ tung cả kho súng của anh. Sau khi cùng nhóm người Jun Seo trộm tiền, Sang Su vẫn phải đến sòng bài làm việc như thường để không bị nghi ngờ. Nhưng không ngờ là chúng cũng đã nhắm mục tiêu vào anh vì hôm qua anh đã nghỉ làm. Sang Su cũng nhận ra có lẽ mình đã bị lộ, nên anh đã kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh, để khi người của sòng bài đi vào trong thì không còn thấy Sang Su đâu, vì anh đã rời đi bằng lối cửa sổ nhà vệ sinh. Sau đó Sang Su đã chạy đến nơi mình giấy tiền định cao chạy xa bay, nhưng không ngờ khi chưa ra khỏi nơi giấu tiền thì đã thấy Han ngồi sẵn ở đó đợi mình, và anh cũng đã biết cái kết của mình và chấp nhận ở im cho hắn bắn. Cùng lúc đó Jun Seo cũng đã gặp một cơn ác mộng thấy Sang Su đã chết. Anh liền điện kiểm tra thì đã không còn thấy ai bắt máy. Quá lo lắng, anh đã một mình đến quán rượu rồi lại lấy điện thoại gọi Sang Su thêm lần nữa, nhưng không ngờ tiếng chuông điện thoại của Sang Su đã kêu ngay gần anh. Nhìn kỹ thì đó chính là Han đã đuổi đến đây. Quá sợ hãi, anh vội bỏ chạy về khách sạn chỗ hai người còn lại, cùng nhau đem theo tiền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi nổ xe thì đã thấy Han đang đứng phía trước. Hắn liền nổ súng bắn Jang-hu khiến chiếc xe mất lái lao vào tường. Sau cú va chạm, Ki-hun cùng với Jang-hu đã rơi vào hôn mê, còn Jun Seo thì đã bị hắn khống chế. Anh vô cùng sợ hãi và chỉ đành chấp nhận hắn nổ súng bắn mình bất cứ lúc nào. Nhưng như vậy thì game lại dễ quá, nên Han đã tạm tha cho họ lần này.
và cho anh thời gian đúng 5 phút để bỏ chạy khỏi đây trước khi hắn tiếp tục đuổi theo. Nhưng sau lần đối mặt vừa rồi, Giang Hu đã dính một viên đạn của Han, hai người còn lại chỉ có thể tạm thời đưa anh đến bệnh viện. May mắn là đã được bác sĩ kịp cấp cứu kịp thời, nhưng anh vẫn chưa thể đi lại được, nên họ chỉ có thể tạm thời ở lại bệnh viện hết đêm nay. Nhưng lúc này người bạn Sang Su đã chết, nay đã gọi Jun Seo tỉnh lại ở trong cơn mơ, như kiểu cảnh báo anh điều gì đó. Quả nhiên nhìn xuống dưới thì thấy Han đã đuổi đến đây lờ. Anh liền gọi những người còn lại tỉnh dậy chuẩn bị bỏ chạy. Khi Han đi lên đến nơi, hắn liền gọi điện vào số của Jun Seo. Nhưng đi theo tiếng chuông điện thoại thì không còn thấy ba người đâu. Đó là kế đánh lạc hướng để họ có thời gian bỏ chạy. Không ngờ là hắn lại phát hiện ra họ nhờ vào tiếng chuông thang máy. Hắn điên cuồng xả súng từ phía đằng xa. May mà họ đã kịp thời đóng cửa đi xuống dưới, rồi tiện thể cướp luôn xe của hắn rồi bỏ chạy. Sau khi ở bệnh viện xuất hiện nhiều tiếng súng thì cảnh sát cũng đã đến nơi. Họ cũng đã bắt được Han đang cầm theo súng đi xuống. Hắn cũng không hề bỏ chạy vì tự tin rằng mình có người chống lưng. Quả nhiên vừa bắt Han chưa nổi 5 phút thì cảnh sát trưởng đã thông báo thả hắn đi. Còn lúc này ba người họ đã đi đến một khu nhà bỏ hoang gần bờ biển, dự định sẽ ở đây để đợi tàu rời đi vào sáng mai. Họ sẽ đi đến Đài Loan và mua một căn nhà gần biển sinh sống cùng nhau ở đấy. Nhưng không ngờ là chúng đã tìm đến bố mẹ của Ki Hun, chỉ thấy mẹ gọi điện hỏi thăm anh một cách lạ thường. Biết được bố mẹ đã gặp chuyện nên anh quyết định sẽ trở về nhà, không muốn bạn bè lo, nên anh đã cố tỏ ra là không có chuyện gì và nói mình về nhà tạm biệt bố mẹ và sẽ đuổi theo họ sau. Nhưng khi Jun Seo quay lại chung cư thì đã thấy xe của Han đậu ở dưới sân. Chạy lên phòng thì đã không còn thấy Giang Hu đâu. Lo cho bạn, anh liền cầm theo súng đi tìm và không hề biết Han đang âm thầm đi theo phía sau. Mãi đến khi nhìn màu gương vỡ dưới đất thì anh mới phát hiện và kịp thời nhảy vào căn phòng bên cạnh né cú bắn của hắn. May mà Sang Su vẫn còn sống và đang ở dưới sảnh. Thấy vậy, Jun Seo đã dùng manơ canh đánh lạc hướng hắn ta. Sau đó thì nhân cơ hội bỏ chạy xuống chỗ Giang Hu, nhưng chưa kịp rời đi thì hắn ta đã đuổi đến nơi. Hết đường chạy, hai người chỉ có thể nổ súng bắn trả. Tính về số lượng thì hai người có lợi thế hơn, nhưng cả hai đều hoảng loạn ở trong tình cảnh này, nên Jun Seo đã bị Han bắn cho một viên đạn ngã lăn ra đất. Thấy vậy, Giang Hu cũng lao lên và anh cũng đã bị hắn bắn. Sau đó thì Han đã bắn thêm nhiều viên đạn vào Giang Hu. Nhân cơ hội hắn hết đạn, Jun Seo cũng vực dậy bắn trúng hắn được một viên. Khi hắn chạy đi ẩn nấp thì anh đã kéo Giang Hu vào tòa nhà gần đó, nhưng bị thương quá nặng nên anh bạn mập đã không qua khỏi. Jun Seo có áo chống đạn nên tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng, còn Han thì vẫn thản nhiên đứng chơi ở bên ngoài đợi anh. Hắn đã lấy đi tính mạng hai người bạn của Jun Seo, khiến anh cay cú cầm súng lao thẳng về phía hắn điên cuồng xả đạn. Hắn đã kịp phản ứng bỏ chạy náu đằng sau chiếc xe, nhưng chỉ cần hắn quay người phản công thì anh lại bị trúng đạn. Hắn đã bắn trúng nơi không có áo giáp khiến anh đau đớn nằm im dưới đất. Không ngờ là đại ca Giang cung cấp vũ khí cho Jun Seo lại có một anh trai là ông trùm có số má ở thành phố. Sau khi đại ca Giang bị Han tiêu diệt, ông trùm đã quyết định phải giết Han cho bằng được để trả thù cho em trai. Để rồi ông trùm đã kéo người mang theo vũ khí đến trước khi Han ra tay kết liễu Jun Seo. Đàn quân của ông trùm liên tục xả súng khiến Han phải vội chạy tìm chỗ ẩn náu. Mặc dù Han rất mạnh, một mình tiêu diệt được mấy tên, nhưng dù sao thì một mình hắn sẽ không thể chống lại số đông. Để đến cuối cùng, hắn đã bị đàn em của ông trùm bắn cho nhiều viên đạn vào người, và những viên đạn cuối cùng đã đẩy hắn rơi xuống biển. Nhờ thế mà Jun Seo cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Anh cũng đã thành công đi thuyền đến Đài Loan và mua một căn nhà gần bờ biển đúng như ước mơ của anh cùng với người mẹ quá cố. May mắn là anh bạn Ki Hun vẫn còn sống, nhưng anh vẫn chưa thể quên được cái chết của Giang Hu cùng với Sang Su, nên anh đã nhờ một đàn anh điều tra danh sách những tên liên quan đến sòng bài, rồi bắt đầu lên đường quay lại đất nước để trả thù cho bạn bè. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye.